là Đức A Di Đà. Hết mấy cánh cửa luôn à? Dạ hết trơn, giáp hết trơn. Đây là Đức A Di Đà Phật. Còn đây bên này là Đức Thầy. Cái hình Đức Thầy á. Ồ Đức Thầy đấy. Dạ, giống giống quá. Đây là Đức Thầy. Dạ. Giống thịt luôn. À. You are handsome thì cũng như em nè, you are handsome. Em rất đẹp trai. Còn bây giờ you are beautiful có nghĩa là em rất đẹp gái mà thật sự là đẹp xinh. Tôi thích vậy. Thích vậy tôi quýnh đủ hết trơn trọi rồi làm quặng trơn trọi đó. Rồi đó là tôi mới múa quen đủ hết. Rồi mới lắc qua lắc lại giờ này kia vũ lắc từ chân làm như thế này. Rồi đá lên đá xuống này. Vợ tôi với con tôi nói con à đây lúc đó đó. Ba dứt phát là ba không còn ăn mặn mà một con một gì mà ba đụng trong miệng ba hết. Ba với nó là cả như là ngang hàng nhau. Ba là con vật đẹp hơn nó chút xíu, còn nó là con vật xấu hơn ba chút xíu. Tình cảm với nhau cũng có như nhau đó. Nó cũng ham sống như ba cũng ham sống như nó hết. Mến chào cô bác anh chị em. Cao Hớn hiện tại đang có mặt tại nhà ông Tư. Năm nay là 82 tuổi rồi. Nhưng mà ông Tư có sức khỏe rất là cường tráng như là một cái lực sĩ luôn quý bà con cô bác. Và điều đặc biệt là ông Tư này ăn chay niệm Phật là hơn nửa đời người rồi. Thì có vẽ những cái bức tranh Phật ở trong nhà của mình có điều độc lạ và cũng có những điều thú vị về ông. Thì mình mời quý bà con cô bác anh chị em cùng mình trò chuyện với ông Tư nha. Đây đó, ông Tư 82 tuổi mà mình nhìn cái tướng kìa như một cái người trẻ tuổi vậy đó. Xin chào khán giả, là tôi cảm ơn. Dạ. Chào chú Tư, cho chú Tư Lâm đi. Dạ, dạ. Vậy đó. Chú Tư Lâm. Ờ, chú Tư Lâm. Mấy con kêu bằng ông luôn rồi. Chú gì? Trên 80 tuổi luôn rồi. Chú gọi. Kêu chú cho trẻ. Cho trẻ lại chút. Trời, trước tiên là mình trước khi tìm vào cái câu chuyện mình quay cái tướng tá của chú Tư đi, kêu bằng chú đi. Dạ dạ, kêu chú Tư đi. Chú Tư năm nay là 82 tuổi rồi bà con cô bác. Dạ. À, tướng chú rồi nè. Như một lực sĩ ha. Đúng rồi. Ồ, nhìn là mấy con nhìn là tưởng khoảng 70 trở lại thôi á. Dạ, chú Tư. Dạ, ai cũng nói vậy. Nhưng dạ, mà mình mà con mình nhờ thể thao sử dụng tinh thần mình có thoải mái thái rồi ra bảy cho nên mình sống trẻ là sống mãi hoài với con cháu này. Con nghe nói là chú Tư có học võ nữa phải không? Có luôn. Hèn chi chút xíu mà khi mà cho mấy con tìm hiểu về những cái câu chuyện liên quan những cái hình ảnh Phật trên đây nè. Dạ, dạ. Chú Tư sẽ biểu diễn một vài đường chiêu võ cho bà con của bác xem luôn á chú Tư. Một hai cái chơi thì được. Dạ. Chơi nhiều quá không được. Bây giờ đó. Dạ chú Tư ơi, thì cơ duyên nào mà chú Tư mà vẽ lên những cái bức tranh trong nhà của mình mà những bức tranh Phật không rất là đẹp luôn nè chú Tư. Tôi đi đây đó tôi gặp những chân dung đẹp của nơi chùa Pháp và dưới đi xa rồi này kia con đó. Tôi thấy vậy là trong mình là người họa sĩ lúc nào mình cũng yêu về nghề nghiệp. Hai nữa là tôi thương Phật, thương Bồ Tát lắm. Rồi thành ra tôi kiêm ngưỡng như vậy nhất định là tôi sẽ mặc được. Rồi để ở đây đó, vừa tôi nhìn rồi con tớp cháu tôi ngày sau này nó cũng vẫn mãi nó đã coi theo cái gương này mà đã để nó lo tu hành ăn hiền ở lành đối với chúng sinh mình đâu đó hoài hà giữa cuộc đời sống ở trên tầng thế này mới được. Dạ. Điều đặc biệt á chú Tư con thấy vì sao mà mình ta nói tốt phe xấu che. Dạ. Vì sao chú Tư không vẽ ra phía trước mà vẽ vào bên trong nhà mình á? Tại vì có nhiều khi người ta đem ta phe ra bên ngoài, nhưng mà tôi tại cõi lòng tôi và tôi thấy cái chỗ nào mà tôi đặt hình mặt mình tôi vui được là tôi đặt vào đó để cho tôi kiêm ngưỡng. Dạ. Dạ, dạ vậy đó. Như vậy là có Phật trong lòng trong tâm của chú có Tư. Trong tôi có trong lòng luôn. Dạ. Mà trong của cả một cuộc đời tôi lang thang là 47 năm rồi. Chà, quá lâu rồi. Dạ, ăn thương 47 năm rồi em. Còn dạ, nói về đó là nhà thiền đó, kinh kệ đó, thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi, tâm tà, ra ni rồi này kia. Con đó là tôi rành lắm. Thuộc hết trơn luôn hả chú Tư? Thuộc là 4-5 bài lắm, chứ không phải một bài đâu. Nhưng mà ở giờ đó cả mấy năm nay tôi thấy hơi thấm mệt lại. Kèo lên lầu cúng rồi kia mệt quá. Dạ. Tôi phải ở dưới này, tôi niệm Phật. Đi đâu là sâu chuỗi, tôi theo bên mình, tôi giờ phút đó vậy đó thôi. Dạ chú Tư ơi, cho con hỏi thêm á, là căn nhà của chú Tư con thấy cũng đang quá trình mục rồi, con nghĩ là chắc chú Tư cắt lâu lắm rồi hả chú Tư? 87 tới hôm nay là 30 mấy 40 năm rồi. Dạ, dạ, quá lâu rồi, hèn chi cái sàn nó cũng hơi mục rồi. Dạ dạ, nhờ cây này là cây cà chách, thành ra nó mối mà nó không làm ba cái cây tôi được. Dạ, còn con thấy những cái bức tranh trên đây là những hình Phật thì cơ duyên nào mà chú Tư vẽ ra được như gì và vẽ cách nay là bao nhiêu năm rồi á chú Tư?
Dạ thì cách đây cũng tương đối là 10 năm rồi. Lúc nhưng... đó tại sao lại chú Tư lại phát tâm ra vẽ những bức tranh Phật trong nhà mình đó? Tôi đắp tới tượng Phật luôn, tại vì đó là tôi kinh pháp mà lúc nào là tôi cũng dò kinh pháp này kia đó rồi, nhờ rồi tôi nhớ lại các vị Phật, nó là tới ngày này mà mình còn chiêm ngưỡng tới năm tới giờ này là đã mấy ngàn năm rồi mà mình cũng vẫn còn thương Phật thương pháp, mà thương tất cả chúng sanh, anh chị em, anh em mình vì mới lần đầu gặp gỡ nhau cũng như là ruột thịt. Dạ. Tôi sống cuộc đời tôi ham sống vậy đó. Con thấy nơi đây là 12 cánh cửa. Dạ. Như vậy là chú Tư vẽ thì 12 vị Phật hay là dạ. giống nhau hay khác? Dạ khác. Đây là Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Cho mấy con được hỏi đi, như cái bức tranh bên đây là chú Tư. Cái này thì chỉ bức tranh ta để là tưởng tượng là có nghĩa có hai bàn tay và để làm chuỗi thôi. Dạ. Chứ không có ra là trọn vẹn cái hình. Dạ. Đó còn ở đây này là Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Dạ. Còn đây là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Đây là Đức Dược Vương Bồ Tát. Dạ. Còn bên này cũng là Mẹ Quan Âm Bồ Tát, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn hai vị là Bồ Tát này tôi không có nhớ tên, là thành ra tôi không dám nói mấy em. Đó. Đây vẽ được nhưng mà chú Tư quên tên. Dạ dạ. Tại vì mình thấy cái bức ảnh đâu rồi mình về vẽ mà mình hà mình không có thấy cái tên. Dạ. Đó, ở đây nè, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Đức A Di Đà. Hết đây. Mấy cánh cửa luôn à. Dạ hết trơn, giá hết trơn. Đây là Đức A Di Đà Phật. Còn đây bên này là Đức Thầy. Cái hình Đức Thầy á. Ồ Đức Thầy đó. Dạ, giống quá. Đây là Đức Thầy. Dạ. Giống thịt luôn. À. Chú Tư vẽ trong 12 cánh cửa này là bao ngày á chú Tư? Là xong. Con à, tôi vẽ ở trong cái cuộc đời khi tôi vẽ đó, lâu lâu tôi đi tôi gặp được một vị Phật mà tôi chiêm ngưỡng được rồi đã đàng hoàng tôi mới vẽ ra được. À, tức là chú Tư đi ở bên ngoài. Đi bên ngoài thấy những vị Phật có người ta có trang đắp là đẹp, vừa đẹp mà vừa sang trọng. Rồi mình học cũng học hỏi theo đó, mình thấy về để mình vẽ ra cho trên đầu óc chúng ta lúc nào chúng ta cũng chiêm ngưỡng vào Đức Phật Pháp thôi. Dạ. Con cũng từng nghe một đứa em cũng giới thiệu nói về chú Tư là từng nằm chiêm bao, gặp một giấc chiêm bao gì rất là kỳ lạ, và từ đó chú Tư là mới phát tâm luôn đó. Cái đó điều đó là sao chú Tư? Con à, nó nói vậy chứ còn cũng biết bao nhiêu điều chiêm bao. Nhưng mà kể ra cái việc chiêm bao cũng như là du di là một, có nghĩa là nói có nhiều người ta nói thêm nó bớt nó giấu rút này kia nói trong đó nó cũng mất học cũng học hay không hoa gì đâu. Dạ. Ở giờ đó mình tính ở ngoài mình thấy cái gì rồi mình mà cái đấy cho nó hiện diện lên chút đi. Đó. Phải không con? cái gì thực tế hết chú Tư? Thực tế dạ. Chứ mà mình nói đùa theo ở cõi lòng mình thì cũng có nhiều cái công chuyện mình nói đùa theo cõi lòng mình được lắm. Dạ. Dạ, ngoài ra thì chú Tư vẽ mấy cánh cửa này nè, thì trong nhà của chú Tư còn vẽ ở đâu nữa không chú Tư? Dạ không, tôi vẽ chỉ vẽ giáp cái này rồi đàng hoàng, đang gọi là tôi không có chỗ tôi vẽ nữa. Không có chỗ? Dạ, chứ còn có chỗ nữa tôi vẽ nữa. Rồi vậy đó. Dạ dạ dạ. Còn các cái chân dung này đó thì cái là ở trên đó cũng Đức Thầy, mà dưới này ông nội tôi, dưới vợ tôi này, cái con đó đó, dưới người bạn này kia nọ. Con thấy cái đó là chú Tư vẽ hay sao chú Tư? Dạ tôi vẽ không chứ. Ủa, lại coi cái anh Đồng. Đây là tôi vẽ một shot đẹp bằng màu đen đó, shot. Wow. Dạ. Ở bức tranh của Đức Thầy chú Tư vẽ rất là giống luôn kìa. Dạ, dạ. Y gan là tranh chụp luôn á. Dạ dạ. Em mới vô thì em nói là tranh này là chụp á. À. Dạ dạ. Còn ông bà dưới đây là ai chú Tư? Đây là ông nội bà nội tôi. Dạ lúc còn trẻ đó hả chú Tư? Ông nội nội tôi hiện giờ này nếu ông nội nội tôi còn sống đó thì chắc có lẽ cỡ 120 tuổi. Dạ. Dạ. Cái bức ảnh này là chú Tư cũng vẽ luôn hay chú vẽ Tư? Vẽ luôn. Dạ dạ. Trời. Dạ. Khéo quá, khéo luôn. Ờ, đây là bạn thôi. Bạn thôi. Nhưng mà cũng vẽ ra được chứ nó để có nhiều cái điểm hay, mấy cái hình hay của người ta đó. Dạ. Dạ. Khéo quá. Còn bên đây. Còn bên đây là bà xã tôi. À, bà xã của chú Tư. Dạ dạ. Đẹp ha.
Chú Tư có phải là họa sĩ không chú Tư? Hả? Tôi là họa sĩ mà. Họa sĩ? Dạ. À, lúc trẻ là họa sĩ. Dạ, chứ đâu phải như không cái tay ngang không mà vẽ được đâu, đâu có vẽ được. Dạ. Dạ. À, trên này thì chuỗi của... Dạ, chuỗi không đó, chuỗi có đầy đủ. Dạ, lần riết ba sợi chuỗi muốn đứt chân. Vậy ban đêm chú Tư lần chuỗi hả chú Tư? Dạ, ban ngày cũng vậy luôn, tiếp tục luôn. Dạ. Tại có mấy con đây thôi, tôi nằm lại là tôi đem cho chuỗi cái mình tôi mãi mãi như thôi. Dạ. Dạ mấy con mà chú Tư có thể ngồi giọng đó thì chú Tư. Dạ dạ dạ. Cho dạ. Khỏe chú Tư. Dạ dạ. Không sao đâu, tôi không mệt đâu. Chú Tư theo tướng rồi nè. Trời ơi, chắc thịt coi nè. Bởi cho nên ngồi. Quá mạnh luôn. Cái đó là chú Tư thể dục hay là mình quét cái nhỏ? Này là mà mấy bạn chỉ. Dạ. Cái cũng như là chỉ tới 12 cái gì cái địa cái chánh gì đó. Dạ. Mà nó là cái xây qua mình ta chơi, người ta phải phân miếng đồ này kia cái nọ đó. Dạ. Bỏ cho nó gì. Con thấy ta nè. Quá mạnh. Chú Tư đi được đường quyền không chú Tư? Trong hồi đó tôi đi được hết, bây giờ đó tôi thể thao thể dục này rồi, bây giờ mình cũng không luyện tập mấy đó mệt mỏi quá. Dạ. Nên là tôi không luyện tập tới đó nữa. Chứ hồi đó tôi đi được quyền nè, đường tam tiến lưỡi bố rồi này kia, đó là tôi học hết. Vậy chứ tôi có đi đường roi không? Roi không học, không học bằng roi nha. À. Tôi nói thật là không có học roi. Dạ. Bạn tôi đồ đủ thân, rầm đủ. Cái bài quyền mà mở đầu á, chú Tư có thể mở đầu cho con đoạn được không chú Tư? Không, tôi đã trải qua, tôi quên hết, tôi quên mấy cái đó trong trời. À. Còn mấy cái gì, mấy cái miếng mà chỉ thông thường rồi này kia có nọ đó. Dạ. Mấy cái chuyện, mấy cái miếng mà hay dở thông thường rồi. Có nhiều khi bạn tôi đây, tôi đứng về đó, mấy chú mà lại quýnh tôi là tôi đâu bao giờ tôi sợ đâu. Tôi đâu có thủ với chú đâu. Mấy chú muốn nhào vô quýnh tôi là muốn quýnh sao lắm, muốn quýnh. Dạ. Dạ, như ví dụ mà chú Tư đứng đó đó. Dạ, dạ. Có một người lại thụt tay hoặc là đá bất tử thì chú Tư cảm giác là mình đỡ được hết. Đâu có sao, đá thì trời ơi. Anh Đồng thử đi, anh Đồng thử với đó, mình gì, thử nó tình thế nó vậy rồi mình đá người ngay tăng hà bộ liền. Không được đâu, không có, làm phim chậm thôi chú Tư. Mà phải vậy thôi, đâu không phải vậy. Dạ. Thôi đi con. Con cái tay con nè, con quýnh. Dạ. Thọc quýnh đây nè. Ở đây. Tôi khỏi cần coi, tôi phải cần phải đổi con. Ờ ơi, lẹ. À. Tại vì anh Hớn kêu con thử, nhưng mà thật ra những người có nghề á, nào giờ người ta không có nương tay mình được. Người ta không có giỡn được. Ừ. Người ta quýnh là đủ số ký, anh biết không? Người ta không bao giờ ta giỡn. Không có quay quýnh chậm được. Tình thế nó căng lắm. Dạ. Con thấy tôi lớn tuổi gì chứ giờ đi ra đường đó. Nhìn tướng nè. Mình mấy đứa trẻ mà muốn lại ăn hiếp tôi là nó cũng hơi khó, ăn hiếp tôi lắm. Chú Tư cho mấy con được tìm hiểu thêm về cách sống của chú Tư đi. Cũng như là chú Tư ăn chay và niệm Phật. Dạ. Và phát tâm vẽ hình Phật như thế này. Dạ, dạ. Và làm sao mà chú Tư trên 40 mấy năm nay mà ăn chay niệm Phật như thế này mà tướng tá của chú Tư được mạnh khỏe và săn chắc như thế này á chú Tư? Con à, một là mình phải biết thuốc men. Không hút thuốc. Mình biết thuốc men để khi nào mà mình đau ớn mình tận dụng. Dạ, đó. Thứ nhất là có tủ thuốc gia đình. Tủ thuốc, khỏi tủ thuốc gia đình cũng được. Có thể là nếu trong khi mà mình có ương yếu thì mình chạy lại tiệm là mình mua rồi về nhà mình sử dụng. Đó. Yeah. Còn hai nữa là tôi biết chích thuốc, chích men gì tôi biết hết. Tôi là một ông mụ đó là đứng tiếp với bà xã tôi là mấy chục năm qua. Nói với ông mụ đó là tôi là mấy cái em chơi tôi không nổi đâu. Dạ. Yeah. Vì tính ra chú Tư nhiều đủ nghề luôn, đủ nghề hết trơn. Em biết tôi 50 tuổi rồi tôi còn đi học thợ bạc ở dưới mà cả sân xuống tập bót dưới tôi ở, tôi bỏ bà xã tôi ở nhà làm công chuyện đó mà tôi đi xuống dưới tôi học một năm trừ thợ bạc đó chứ không phải không đâu. Tôi ham học lắm. Tôi ham học con nghề. À. Cuộc sống tôi giờ này đó, nó thật cái con gì đó, tôi nằm lại rồi tôi ngồi lại rồi đó tôi niệm Phật gì chứ còn lúc nào tôi còn là cũng có anh văn để cho tôi học anh văn rồi chơi các bạn ơi. Chú Tư có thể biểu diễn vài câu anh văn đi chú Tư. Rồi, anh văn hả? Dạ. Thì nó là quýt mà nên khen em hấp du thì có nghĩa là chào buổi sáng, là nếu ông bạn muốn cần tôi sẽ giúp em cái những gì. What bit you like to drink là có nghĩa là mà anh là anh đến cái quán tôi anh muốn uống nước gì. Dạ. Đó. Ừ. Hay quá.
còn là give a few minutes to play, có nghĩa là anh chờ tôi trong giây phút. Dạ. You are handsome thì cũng như hai em nè, you are handsome, em rất đẹp trai. Còn giờ you are beautiful có nghĩa là em rất đẹp gái mà thật sự là đẹp xinh. Đẹp xinh. Dạ. Tao phải có biết luôn đấy. Chú Tư là hiểu biết hết trơn luôn rồi, tìm hiểu. Ở tìm hiểu học hỏi. Giờ chú Tư là học mãi. Học mãi tới dù đó là giờ này em học em nhớ là em còn trẻ. Dạ. Thì là tâm hồn mình còn trẻ. Dạ. Mình cố tối ngày cố giận cố hờn cố phiền não để mình thấy mình già cái bên thấy chết cái bên. Dạ. Thì bởi cho nên mình chơi bằng sức tưởng tượng của cuộc sống này đi. Dạ. Bởi vì đó là sự hồn nhiên cho nên khi bước vào thì chú Tư không cho hai anh em mình gọi bằng ông. Dạ dạ dạ. Bằng trẻ thì nó dạ. Ý bọn chú thì bọn, trẻ lại mấy đứa bạn gái cũng vậy lại mấy đứa mà mấy đứa con gái rồi này kêu nhỏ trẻ trẻ tiếp viên rồi là kêu mấy đứa con lại rồi tụi nó là mừng lắm. Dạ. Gặp bữa nào cũng vậy nó gặp nó mừng dữ lắm về tiếng nói thường lắm. Dạ. Chú Tư làm sao mà con thấy cái dáng dấp của chú Tư nè, khi mà tới 82 tuổi rồi bà con cô bác mà nhìn cái dáng dấp chú Tư là săn chắc như là một cái thanh thiếu niên. Dạ, dạ. Chú Tư có những cái kinh nghiệm nào có thể chia mình sẻ có, cho mấy con biết nghiệm, luôn? Tôi nói kinh nghiệm cho các con nghe. Tôi đang sáng tôi nằm như thế này, tôi thức dậy tôi quýnh đủ hết đang trọi rồi, đang trọi đó, rồi tôi mới múa quen đủ hết, rồi mới lắc qua lắc lại, giờ này kia dữ lắm, rồi chân làm như thế này, rồi đá lên đá xuống này kia, nó dữ dằn lắm. Tôi đâu phải tôi phải đâu quá tự nhiên rồi cái giò này đạp giò kia những từ sợi gân cốt này kia nó có máu me chạy đều qua hết. Sáng thức vậy là cái phương pháp chú, đầu tiên pháp. Là chú Tư phải làm như vậy. Tôi làm đó là muốn bánh hùng rồi nặng quặng tăng từ hơi thở rút ra vô để cái phổi ta được thông thả từ hơi thở để cho nhẹ nhàng. Còn răng của tôi như vậy là ban đêm đó tôi phải thúc là chú rút tôi cạo lưỡi là hai lần như thế đó luôn. Dạ. Dạ con xin lỗi chú Tư, còn hãy nhe răng cho mấy con coi cái chứ. Ừ ơi. 82 tuổi rồi. Không phải răng thiệt đâu con. Ủa? Dạ. Mà nhân vậy con tưởng nó răng thiệt. Mà con biết vẫn thẻ thắng như thường thường thôi. Dạ. Có con người ta thấy răng giả người ta nó hôi nó tanh nó này kêu nó đủ. Tôi một đêm là nhất định là tôi biểu diễn nó là hai lần cạo lưỡi hai lần luôn. Dạ. Rồi là ăn uống cũng vậy, tôi ăn uống tôi không ăn cần ăn nhiều mà mình ăn lặt vặt vậy mà nó khỏe, cái bụng con nó không có bị quá bự luôn nữa. Dạ, rồi mắt của chú Tư thấy rõ không chú Tư? Con mắt tôi đó tôi buồn con cái tôi chạy trước hai cái thằng kia nó chạy theo sau nó đụng xe đít cái xe tôi như vậy ngã ngang tôi bị bên này một chút chấn thương một chút xíu vậy thôi mà nó bên này mà nó là bị qua con mắt bên này. Chứ con mắt tôi bây giờ con mắt này cũng vậy nữa. À giờ tương đương cái gì mà nhỏ xíu cũng thiếu gì tôi cũng thấy luôn đó. Ồ vậy là còn sáng lắm à. Tôi còn sáng lắm chứ không phải không đó. Mà con mắt này nó sẽ mất đi là 50% con. Con mắt dạ. Này tại nó bị tình trạng của tôi như vậy đó. Dạ chú Tư còn chạy xe được luôn. Còn chạy tôi xe mạnh khỏe luôn. Tôi còn chạy xe được như thường. Tôi nói thiệt con cho cái là đường lộ lớn tôi chạy ra là cỡ tầng 80-82 km một giờ. Chạy xốp rẽ luôn. Trời ơi. Công nhận. Tôi hát như mấy ông kia đó dễ gì tôi chịu như thiệt. Bây giờ thì con nghe chú Tư nói về các nghề của chú Tư thì cũng nhiều lắm rồi. Dạ, nhưng dạ. Mà cho con tò mò một tí nữa. Ngày xưa chú Tư biết ca hát đờn gì không chú Tư? Tôi là tôi cầm cái mita tôi nói con tôi đời năm bắc sáu ba năm sáu bắc gì tôi làm được hết. Năm ai năm sân gì đó là đờn đờn ráo hết trong cả. Là chú Tư đờn ca được luôn. Đờn ca được luôn mà. Rồi dạ. Tới giờ này thì tôi hồi bỏ này qua rồi đó một thời gian như thế đó thôi. À. Chứ giờ tôi nói thật cái con đó tôi tham học lắm. Ở giờ các bạn mà học cái gì mà ra ngoài đời mà vui vậy mà có thể là giúp đỡ có đời được là tôi ham lắm. Dạ. Và con nghe nói ngày xưa mà những người mà ca hát á, thì vợ nhiều lắm đúng không chú Tư? Tôi nói thật con đó vợ nhiều thì không có nhiều mà bồ nhiều. À bồ nhiều. Bồ nhiều chứ không có vợ nhiều. Dạ. Tôi không chịu lấy ai mà đem về nhà cả đống đó rồi mà người ta mang tiếng là vợ của mình là tôi không chịu. Dạ. Tôi chịu có là bạn chơi là đi đây đi đó chơi là tôi chịu, tôi không chịu ta đem ta về ta làm vợ. Chỉ có vợ mình ở nhà thôi. Dạ. Như hồi đó là chú Tư cái cơ duyên nào mà gặp được thím Tư là tôi hả? Trên con đường ca hát hay là sao dạ, chú sao? Tư? Tôi mới nói hai em nghe một cái chuyện ngộ đời. Dạ. Cái ông kia ngồi để dưới cái cầu ta đưa bắt
nó có mấy cái thớt cầu đi qua thôi, chứ thật sự là chưa có rồi cái cầu gì hết. Cái bà xã tôi từ Bình Thủy phải đi xuống tới đó, tới đầu cầu. Tôi nói em à, rồi em đừng có qua liền được nghe, cái tại vì trên thớt cầu ta mới bằng cái lan can cầu là cái kia nọ không rồi nó chưa có rồi, em giờ xuống dưới nó nguy hiểm lắm. Nếu em muốn cần qua, nếu em vui vẻ em cho tôi nắm tay em đưa em qua bên cái đầu cầu bên kia. Xin nắm tay luôn, xin nắm tay em luôn, đem qua em qua đầu cầu bên kia. Mà tôi hỏi rồi cái thằng anh em ngồi kế bên tôi nói, nếu chơi cậu Tư đó ông chọc được cô này đó, tôi đó là tôi phục ông, mà già là tôi thua ông những gì tôi thua hết. Tôi nói cái chuyện này anh khỏi lo, anh để tôi. Không có sao chung gì chuyện này đó, chuyện mà chọc phái nữ thiệt là tôi nói thiệt tình, nó còn hơn ăn bánh dọc đường, có không nhầm nhòi gì đâu. Mấy ông cần tôi quá trời, tôi đưa qua tới bên lộ bên kia rồi đàng hoàng. Tôi hỏi em mà bữa nay em đi mà có công chuyện gì, đi từ đâu tới đâu rồi em cho tôi biết coi. Nói tôi muốn đi ngang sông mép bên kia rồi là không biết, tôi không biết làm sao đi được. Nói em đứng đây đi, em đừng lo. Xe chú có cái xuồng bơi tới điện, tôi nói cô ơi xuồng ơi, cô làm dám nào cô cho tôi bước nhà qua sông, tôi thành thật cảm ơn cô lắm. Cái cô ta ghé lại liền, tôi đưa bà xã tôi, đưa bà bạn tôi đó xuống, bà xã tôi giờ đó rồi đưa bà qua sông, tôi chỉ cái nhà bà muốn tìm đó, tôi chỉ tới nhà đó. Mà như cái bà chủ nhà bà rất hay của một điểm, bà không có thấy tôi, mà bà bạn tôi, bà xã tôi, bà qua bà nói vậy rồi kia, nói thôi mày đừng nói nữa, tao biết cái người đó, người đưa mày hết chân mạnh, người nói chuyện với mày tao biết rồi, họ biết rồi là ai vậy, nói là chú Tư Lâm ở bờ ngang cửa đây chứ đâu nữa. Có ông đó là chỉ ông nhanh nhãn nhất, vì ông nói tình cảm nhất thôi, chứ không ông nào đứa nào mà ông nào dám hết cái bạn. Vậy là lúc trẻ là chú Tư là nói là làm. Nói là làm. Dạ. Mà người ta thương mình trước không nữa chứ. Trời, người ta thương mình đó bộ không? Nhiều lắm luôn. Nói thiệt tình là con phải nói gì nữa giờ. Tôi xuống Lâm Xuyên hiện giờ này mà mấy bạn tôi dưới cũng vậy đó. Nó đặt tôi là Lâm Xung. Lâm Xung. Lâm Xung, tôi nói ông đặt gì đó tôi hơi buồn ông chút. Hỏi tại sao buồn nữa ông cố nội. Nói ông đặt tôi chưa hết ý của tôi. Hỏi hết ý ông làm sao. Nói ông nói tôi là Lâm quá sung đi, chứ đừng có Lâm sung không, nó bình thường lắm đi. Lâm mà quá sung. Quá sung. Còn là còn ông bạn tôi dưới, tôi đặt ông bạn là ông dưới tóc bạc, ông đẫm thấp người nữa, ông lẹ làng nữa, tôi đặt ông là Châu Quá Thâm. Rồi tôi nói ông đó, tôi đặt ông là Châu Quá Thâm. Ngày xưa đó ông nhớ ông Hoàng Dược Sư đã nhốt ông lại trong cái đảo Đào Hoa không? Tôi nhớ, nó nói chứ tôi nhớ chuyện nhiều chứ. Tôi ở thời gian giờ này tôi cũng nhớ chuyện nhiều chứ. Đó là cũng như các ông quân sư ngày xưa, cũng như là ông Khương Thượng Tử Nha, hay là ông Gia Cát Lượng gì Bằng Thấm, hay là Từ Thứ gì là cái con nói ngày xưa đó, tôi nhớ lại cái tới giờ miễn tôi nằm lại tôi yên lặng lại cái tôi nhớ qua cái tôi nhớ lại. Trời ơi, tôi ham lắm em ơi, tôi ham chuyện tích tôi này kia con nói đủ dần lắm. Tôi hỏi em ơi, giờ mày ở không làm gì? Có nhiều người hiện giờ này vợ chồng ghi gỗ nhau phiền phức thôi tới hư nhau, mẹ đó là quá chị vợ quá tình, mình kiếm thêm không hết nữa, có đâu mà con vợ mình nó còn chê mình, nó đưa mình chỗ khác thì tình nó con như vậy thôi. Dạ. Không có, mình phải quay phong lập liệt được. Nhìn cái thằng thái của chú Tư nhìn công nhận là mà quay phong, đúng là quay phong thiệt. Dạ dạ. Bởi cho nên mấy con à, bởi cho nên tôi gặp mấy con đó luôn luôn kể như là người nhà của tôi, lúc nào tôi có những gì hay rồi tôi cũng tâm sự mấy con, tôi túc tâm sự với nhau hết trơn. Trời, tôi không có giấu đút như mấy ông già kia, mà có giấu thì mấy ông có nói thật gì nữa là mấy ông tuổi này mấy ông lần mấy ông quên hết trơn. Trời, mấy ông dưới tập cái khó khăn rồi kia nọ mấy ông quên hết trơn. Trời, tôi không tập khó khăn như chú Tư thì nhớ rất là rành luôn. Tôi nhớ rành rồi, tôi tâm sự rành mà ở giờ chỉ chứ không còn gặp gái hoài với nhau. Trời ơi, có bộ hoài. Có bộ luôn hả? Có hoài. Trời ơi, hay hơn con nữa. Con còn trẻ gì chưa có nữa chú Tư. Mấy bà bạn tôi biết, chú nói biết nói sao. Ông đó là người lý tưởng của tôi trong đời tôi. Nếu ông chết ba bữa, nếu tôi không dám chết thì ông tôi không làm sao con sống, con người sống trên mặt đất này. Tôi nói thật ông, tôi thương ông như thế đó thôi. Chở bao nhiêu năm bất lực không bao giờ đó là để cho bà bạn mình nó bị quẹt, cọ quẹt mà ngã qua ngã lại một lần chưa bao giờ có luôn. Ôi ơi. Thật có mấy bà thương tôi lắm. Công nhận
tướng của chú quá phong độ luôn mà. Dưới miệng này mà người ta không thương mình, còn mình còn miệng nào nữa chứ. Chú Tư có nhận đệ tử không chú Tư? À, muốn nhận thì nhận, muốn không thì không vậy. Đem nói hết đã rồi còn không nhận đâu còn gì nữa. Dạ. Nghe miệng chú Tư mà con muốn bái sư làm thầy. Tôi đó, vợ tôi mà bằng bụ đi ha. Một tay tôi đứng ở ngoài tôi cứ biết bao nhiêu người mà nói làm băng làm biết làm thế nào hết trơn trọi, là tôi không tay tôi thuốc men ở bên ngoài hết trơn trọi luôn. Rồi sau này đó tôi có 3-4 người bạn, khi mà bà xã tôi bà nghỉ mặt rồi, bà bệnh ương yếu bà nghỉ mặt rồi đàng hoàng, bao nhiêu người khác đó là cho số điện thoại mời tôi sẽ đi gặp mấy cô ta không. Dạ. Chú Tư cho con hỏi là cô mất năm ba bao nhiêu năm rồi? Năm 2002, có nghĩa là hai chục năm rồi. À, lúc đó là chú Tư có muốn bước thêm bước bữa nữa không? Tôi lúc đó là chú Tư 62 tuổi. Dạ, rồi con biết tôi làm sao không? Khi bà xã tôi mất, tôi đã thiệt tình nói con đó là tôi làm là như là trong kinh pháp mà nói ra để tôi dìu dẫn cho bà xã tôi cách chết bà xã tôi. Chứ không phải là tôi tầm phào cũng như mấy ông đàn ông khác đâu. Bà xã tôi đã bị tiểu đường, bà ngồi như vậy đó, tôi nói ra các con bữa nay đó mẹ con yếu dữ lắm. Bây giờ để ba nói cho các con nghe rõ, các con đi chợ búa gì đi đeo ăn uống gì sẵn sáng cho sớm đi. Nếu mẹ con có mãn qua phần rồi đó đàng hoàng là mình tiếp tục đã lo cho mẹ con nó dễ, cho để lu bu dữ lắm. Rồi đàng hoàng chân bà xã tôi, ba tôi hỏi bà xã tôi nói mình nè, tôi hỏi thiệt mình mẹ thấy ơi, tôi hỏi thiệt mình trả lời thiệt cho tôi nghe. Mình đau ốm nhiều như thế này mình không lên một lần nữa mình quá hay rồi. Nhưng mà tôi hỏi thiệt mình là mình còn nhớ niệm Phật không? Cái bà nói ông đừng lo, tôi niệm Phật chết đem theo. Ông đừng lo cái này là để tôi lo. Tôi nói trời thầy, tôi vỗ vai gì tôi mừng quá, tôi ôm quá tôi hung. Tôi nói thầy ơi, được người vợ lý tưởng gì là tôi mừng dữ lắm rồi. Vậy rồi đàng hoàng chân đã mỗi lần mà cái tiểu tiện nó khó lắm, đẩy tới lưu luôn chút gì cho suốt và có cái chỗ tiểu gì đó. Như vậy là bà chết 5 lần rồi mà tôi còn tôi ba lần thứ nhất hơn. Bà nói ông ơi, ba thấy ơi, tôi chết rồi mà không còn gì nữa đâu, ban thấy ơi, bà ngã hay gì. Tôi đứng về phía nam đây, tôi giang giấy Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát, tôi đứng tôi giang giấy liền. Tôi nói mẹ ơi, mẹ cho con có một cái gì, cho con thông minh trí huệ lên cứu vợ con giờ phút này. Con gặp với hoàn cảnh quá khó khăn. Tôi đứng tôi giang giấy Mẹ Quan Âm Bồ Tát, tôi ôm sóc nách bà lên có ba một cái gì sóc ra liền. Bà nói ông là người cứu nạn cứu khổ, tôi ông đẻ tôi một lần này nữa rồi nó thiệt tình lắm. Thôi. Bà là lúc đó là do là chú Tư là xin Mẹ Quan Âm là sóc lên là hết bệnh luôn. Tôi bà ngồi vậy hết, bà siêu siêu người bà ngã nặng mà chết em. Cái tôi giang giấy rồi ra hoàng, tôi lại tôi sóc hai nách bà, tôi vũ hai nách bà bốn năm cái vậy, cái bà tỉnh lại liền. Bà nói trong đời tôi được một ông chồng mà khôn ngoan trí huệ như vậy, tôi nói thì tôi chết tôi không buồn một chút nào hết. Rồi lúc đó là cô mà sống thêm bao nhiêu năm nữa mới mất rồi đàng hoàng trong trọi về sống cả tháng sau nữa, tại vì đau trầm trọng tới hoài. Rồi đàng hoàng trong mà tôi dịnh cái đích bà xã tôi đi mà đẩy tới một lần nữa đặng mà cho bà tiểu tiện đi, tôi dịnh gì đó tôi nói mẹ thấy tôi quên nữa. Bà nói bà niệm mẹ Đức Phật mà bà niệm Phật bà niệm sao bà nói tôi nghe thôi, tôi sợ bà quên quá, bà đau quá tôi sợ bà quên. Cái bà nói ông à, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ có gì tôi là người có học thức mà tôi đâu có quên được. vậy đó hen. Rồi tôi nói vậy mệt quá, tôi dịnh cái đích bà như vậy mà tôi sắp đẩy tới mà tôi rung tay luôn, mỗi lần đẩy gì là chết 5 lần nữa, tôi cứu 5 lần nữa, một lần này lần thứ 6. Tôi nói bà yếu quá rồi. Tôi nói dầu đẩy tới cho tiểu tiện cũng được mà không đẩy cũng chết thôi. Vậy đẩy nhẹ tới tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật ơi, Phật cho con cứu vợ con. Rồi con giờ con yếu quá Phật ơi. Tôi gian giấy Phật niệm này nhẹ. Bà buông cái tay nhẹ nhẹ luôn, cái một ra đi một cách nhẹ nhàng luôn. Con biết khi mà còn bình tĩnh mà mình sắp ra đi mà mình được người ta nhắc nhở mình niệm Phật mà mình còn tỉnh táo niệm Phật nè, là Đức A Di Đà cứu mình đó. Nếu ai niệm danh hiệu của Ngài mà 10 tiếng danh hiệu của Ngài đó, Ngài sẽ rước về cõi tịnh độ. Nếu Ngài không rước, Ngài sẽ đọa thế cho cái. Bởi cho nên mình phải những cái hay mình phải nắm con, nhất định phải nắm cho được, phải làm cho được.
Bởi cho nên tôi nói với mấy ông trụ trì đó, mấy ông trụ trì nói anh một người là quá siêu đó thì tình. Anh là con người anh đạt được một cái chuyện mà là tốt đẹp nhất từ vợ anh là quá trời hay. Mấy ông nói hoài, nói tụi sao tụi tôi chết tôi không biết có được một phần nữa nào phần nào mà như anh đã nói chuyện qua với tôi nãy giờ không? Dạ. Bởi cho nên là chuyện gì đó con. Tôi vậy chứ tôi còn đang học hỏi mấy con hoài. Mà tôi lại mấy con rồi đó, tôi hay nhắc nhở thế. Mình được người ta thương yêu mà mình thấy mình sung sướng, mà mình thấy làm những được gì tốt được lần nữa mà mình còn mở đi với ai cũng không thích mình sao thì cũng thấy đó, thì mình có nhiều khi mình làm phiền người ta dữ lắm rồi đó. Dạ. Bởi tôi nên tôi học hỏi mãi tuổi này với chú tầm suốt rồi là học hỏi rồi khi sáng là tôi dọn cái đầu tôi cho con các con cái đầu tôi nè, đó dọn cái đầu tôi nghe coi nè. Là bóng lưỡng luôn hả chú Tư? Vậy đó ha. Là cái chà cái đầu mình đừng có cho máu me nó động lại hết. Nó động nó khó khăn, nó làm việc khó cho cái đầu mình lắm. Yeah. Người ta chết là dùng như vậy đó. Rồi là Hoàng Tân nắm tay nè, con thấy nè. Đó. Giữ hết trong trọ luôn. Đó ha, rồi lắc tay nè, mặt mày nè. Chùi hết trong trọ luôn. Massage hết trong. Những chỗ nào hết trong trọ luôn như thế luôn. Chứ đâu tôi đâu có ở không, mà tôi đâu có rỗi rảnh mà chơi như mỗi người khác, mà làm sao còn được cái hình dáng này. Vậy là buổi sáng nào chú Tư cũng thể dục như vậy hết? Cũng phải làm hết. Dạ. Tôi đã đặt vấn đề cho hai con nghe. Cũng như một năm mà tôi thể thao một ngày một lần một thôi. Rồi tôi tính một năm là 360 ngày. Nếu mà tôi làm một ngày một lần như vậy là tôi một năm đó tôi có làm là 360 ngày, là 360 lần là thể thao thể dục. Yeah. Mà nếu một ngày mà tôi làm mà tôi thể thao dục hai lần, tôi được là 720 lần là một năm đó. Yeah. Do vậy là con thấy nó có sự tiến bộ đó, tôi nó tiến vượt bậc người ta xa lắm không? Dạ yeah, đúng rồi. Bởi cho nên mình đừng làm biếng. Hai nữa là mình tập rồi vợ mình với con mình đâu đó mình có ý chí để mình rèn luyện cho vợ con mình nó mạnh giỏi, nó khỏe khoắn, nó sống lâu cao tuổi, mình là mừng cho nó, để nó không luyện tập nó đau ốm bệnh hoạn mình lo không kịp cho nó mãn thần nó mình uống tiếc cho đời nó dữ lắm. Dạ. Yeah. Bởi cho nên các con thấy tôi cái những cái gì mà tôi tìm hiểu được mà cái hay cái dở mà trên cõi đời này khi mà mạnh mẽ được á, tôi nói với các con tôi không có giấu đó đâu. Dạ, như hồi nãy giờ thì chú Tư đã chia sẻ cho mấy con cũng như bà con cô bác nghe được về cái tình hình chú Tư giữ sức khỏe để mà cường tráng đến 82 tuổi mà tướng tá như thế này. Dạ, dạ. Thì ngoài ra chú Tư có thể là cho mấy con được hiểu biết thêm cũng như là cho bà con cô bác nghe thêm về cách tu luyện ăn chay niệm Phật của chú Ba như thế nào mà có hiệu quả tốt nhất rồi, dạ. Chú Tư. Chú Tư nói cho hai cháu rõ hơn nữa. Tôi khi tôi ăn chay tôi không có phải là tôi gian giấy một điều kiện gì mà dục lợi để mà tôi ăn chay. Là tôi thấy những con vật nó đang đau khổ giữa khi mà mình đã giết chóc nó, mình đập nó để mình tạo cái điều kiện mình ăn uống mình vui chơi đó. Mà mình làm rồi mình thấy cái khổ của người ta mà mình thấy vui. Còn là ai động tới cái đau mình chút xíu là mình không đồng ý. Yeah. Thành ra nó là tôi thấy như vậy là xử sự không hòa đồng với nhau, không có tình cảm với nhau. Tôi nói vậy, tôi nói với vợ, tôi với con, tôi nói con à, đây sắp tới đó. Ba dứt phát là ba không còn ăn mặn mà một con một gì mà ba đụng trong miệng ba hết. Ba với nó là cả như là ngang hàng với nhau. Ba là con vật đẹp hơn nó chút xíu, còn nó là con vật xấu hơn ba chút xíu. Tình cảm với nhau cũng có như nhau rồi. Nó cũng ham sống như ba cũng ham sống như nó hết. Thì đây sắp tới ba không còn ăn uống nó nữa. Ba thương nó như bản thân của ba vậy. À, là dứt phát năm 30 mấy tuổi là chú Tư đã ăn rồi. Giờ là 30 mấy tuổi là dạ. Ăn luôn tới bây giờ luôn, không bao giờ trở ngại một bữa một ngày một giờ một bữa nào hết. Tại vì con vật nó cũng có linh hồn giống như con người mình đó chú Tư. Đúng rồi như vậy. Dạ. Con không tin tôi đó, con mũi con đập ngang vậy rồi nó bay, con mũi nó bay là phát luôn chứ nó không còn ở đó đâu. Tới nó mà những cái loài mà trí nị mà thôi nó còn thông minh trí tuệ như vậy. Nó không phải là nó khờ đâu. Bởi cho nên mình phải thương nó cũng như bản thân mình. Tôi cái tu của tôi là cái tu hành của tôi là cái tu ăn chay là tôi ăn chay vậy đó. Dạ. Yeah. Chứ tôi không có dục lợi, tôi nói là nói mẹ ơi mẹ ráng độ con ăn chay đặng con giàu có, con có bằng tỷ người ta. Con tôi không có gian giấy vậy. Tôi nói mẹ ơi, con thấy mẹ ngày trước đó mẹ với các cha hiền đó làm đắc quả thành Phật không phải là một chuyện bình thường của thế gian.
các mẹ cũng hết sức là khổ. Mấy ngàn năm trước cha hiền với mẹ hiền khổ sở lắm, mới có ngày nay là tất cả những nhân dân mà đều chiêm ngưỡng cái lòng kính của mẹ mà quỳ dưới chân mẹ mà làm gì. Bản thân tôi là gì? Dạ. Bởi cho nên con à, tôi nói từ con cái tôi, con gái thứ hai tôi nó thể thao thể dục cũng dữ dằn hơn tôi nữa hen, mà tảng sáng nó qua mà chợ rồi nó lại chợ rồi đi hen, là 100 trong ngoài ngàn và cá mắm rồi này kia còn nọ rồi nó thả xuống sông cho đi hết. Mùa hoa phóng xanh hết. Mùa phóng xanh hết. Con biết có gì bằng mình cứu mình phóng xanh mừng người ta. Không có gì bằng hết trơn, trơn có đời cái đời này mình con mình phước cỡ nào cũng không bằng hết trơn luôn. Con là phóng xanh người ta, con cứu cái mạng của người ta là gì? Quá chừng nào mà trong lòng con cũng thấy vui rồi, có nói rừng người ta, ta quên mình được, không bao giờ ta quên mình được. Dạ. Yeah. Yeah. Bữa nay hai mấy đứa mình tâm sự như vậy cũng như vậy. Mấy đứa. Mấy con chứ mấy đứa. Dạ, vậy chú Tư cho mấy con hỏi thêm về hoàn cảnh của chú Tư á. Dạ. Rồi như cô Tư thì mất cách này 20 năm. Dạ. Rồi gia đình chú Tư có mấy người con và hiện giờ người ta có gia đình yên ổn hết chưa chú Tư? Ba thằng con trai nó nghe hơi dở hơn ba đứa con gái. Vậy là cái tổng số có 6 người con. 6 người con. Ba đứa con trai đó thì nó nghe nó nhanh nhẹn là trí huệ không bằng ba đứa con gái. Dạ. Rồi tôi có ba thằng rể, một thằng bác sĩ, một thằng thì ở đằng Thương Hàn, và một thằng nó dạy cấp 3 ở bên Tiền Giang, nó giáo sư dạy cấp 3 ở Tiền Giang. Wow, một người giáo viên, một người bác sĩ, một người ngân hàng. Yeah. Wow, thành yeah. Đạt. Rồi thành ra mấy thằng này, mấy thằng rể tôi là giờ này, thằng nào nấy là giờ lên xe bốn bánh nó chạy ầm oh. Thôi. Thằng nào gì hết, mà thằng nào nó thấy cũng hứt. Dạ, rồi chú Tư ở có một mình nè. Tôi ở một mình. Bao nhiêu năm rồi chú Tư? Như vậy là... Không, con cái không ở chung á. Không có ở chung ở đây đó, như vậy là cả 20 năm nay khi rồi tôi mất tới giờ là tôi ở ngoài như một mình hết luôn. Ở mình ở luôn. Tự nấu ăn cái rồi luôn hả chú Tư? Tự nấu ăn luôn. Mà con thấy tôi nấu, tôi ăn, tôi tạo điều kiện tôi ăn, tôi thấy là dễ dàng lắm, dễ dàng lắm. Dạ. Đó còn con nhà cửa tôi đó, tôi ở mình tôi cái nhà cửa cũng bóng láng luôn ha. Chứ còn không có bỏ tầm 7 tầm 3 này kia cho nó đồ đạc này kia nó như gì hết. Dạ. Chú Tư ở rất gọn gàng. Dạ. Rồi con cái thì đảm bảo là gửi tiền lo cho chú Tư dư sức luôn. Không. Tôi hiện giờ còn mười mấy công ruộng. Lẽ ra đó bên ông giặc gia tôi đó, ngày xưa tôi nói cho con nghe thêm này. Trước khi ta muốn lấy vợ đó là vợ ta ngày nào mà ta nghĩ là một ngày nào ta đâu còn mãi mãi mà sống mãi để mình nuôi con ta được. Thì ta có thác đi nữa đó, vợ ta đó, nó có của cha mẹ nó của chồng nó thì nó có thể nó nuôi con nó được. Nó để nó hai lần tay trắng mà bắt nuôi là ba bốn đứa con mà cho ăn học mà nó nuôi cho tới lớn là cả một vấn đề khó. Không, con thấy phải rõ ràng không? Dạ. Yeah. Tôi lấy vợ không phải mà không, tôi lấy người vợ tôi không bao giờ cái người vợ tôi mà gần tuổi tôi mà phải nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Là khi mấy chỉ mau già, mấy chỉ được theo mình bán gót. Dạ. Yeah. Bởi cho nên đó, mấy thằng rể tôi là đều là không có nói với tôi được. Mấy thằng con tôi đó, vợ đứa nào cũng lớn tuổi hơn hết. Yeah. Con nhớ là mình mà con nhớ là cái món đồ đó cho con đem lại một đống để cho mời ta ăn á, thì nó khó. Còn cái mà người ta đút mình, người ta nhử nồi, người ta nhử gì, người ta rủ mình đi đó, cái chuyện đó quá trời dễ. Yeah. Một ngày sau cái con mình nó khổ, tạo ra mấy đứa con đó rồi nó không có sự thông minh sáng suốt trí huệ như người ta, sống ngoài đời là nó khó sống lắm. Yeah. Không mà tôi nói như vậy phải cho con về nằm đêm có con suy nghĩ là cái chú Tư tôi ổng nói như vậy mà nó có lý tưởng gì không, rõ ràng như vậy. Dạ. Bởi cho nên đúng. Tôi nói mấy thằng con tôi cũng vậy trong đó luôn, là thằng nào đứa nào cũng vậy. Mà có lúc đó mình cũng có tiền lắm chứ phải nó mần thường đâu. Con biết đó là cấp 2 đó mà ở căng tin cấp 2 mà mười nay mấy năm nó ở căng tin đó thì con tính vợ chồng nó như vậy là con biết nó giàu cỡ nào. Dạ. Gặp mấy con vợ không hay lo bao lô quýnh số ăn xài này kia kia nọ tao đội rồi nó tới ra khỏi đó thì nghèo. Yeah. Rồi đó tôi có giờ hai ba đứa con là ở bán cà phê ở dưới Bình Khánh ở dưới chứ đâu anh tao phải con tôi mấy đứa con gái tôi đó, mấy đứa con gái tôi mà tôi thấy mấy đứa ba đứa con gái tôi đứa nào đó đẹp như mơ luôn. Trời.
con chúng biết, mấy con biết sao nó sửa đổi sắc đẹp rồi kia loại rẻ trong cả là có cái chỗ điểm nào mà phải còn phía điểm hơi là nó đi lên làm Malisa rồi là kia nó sửa lại cả luôn. Tại mà cũng làm ăn thành đạt, có tiền rồi mình có sửa tiền. cho có sắc đẹp ha chú Tư. Nó có tiền nó mình dạ. Phải thay đổi để nó cũ quá trời đi. Dạ. Có khách hả chú Tư? Ngồi chơi đi, nằm chơi đi tao. Dạ. Chúng nghe tôi ông mãi đi nghe đây tôi nói chuyện cho mà. Vậy ông thôi mấy con cũng để cho chú Tư để tiếp khách đi tại dạ, chú dạ. Sợ ngồi chờ lại tao quá. Dạ, dạ, dạ. Có dịp sau mấy con đảo lại chú Tư rồi sẽ ngồi đây trò chuyện nhiều hơn nữa. Chú Tư nói chuyện quá trời vui tính à. Quá vui phải không? Dạ. Bỏ cho ra tâm hồn mình phải thảnh thơi vui gì đó mới được. Cảm ơn chú Tư dạ. Đã chia sẻ những cái điều có sự thật xảy ra đối với chú Tư và những cái câu chuyện rất là vui và hay. Dạ dạ. Cũng nghe mấy con cũng học hỏi được một số phần nào.